Nam mô tát sa pa va to ra to sa ma sa mu an tha sa Nam mô tát sa pa va to ra to sa ma sa mu an tha sa Nam mô tát sa pa va to ra to sa ma sa mu an tha sa Nam mô bồ tát ya Nam mô tham ma ya Nam mô sang ca ya Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Wisiko và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc, và nhất là nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, đạt thành tựu được thánh trí đồng đều nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng như là những cái ngày cuối năm, và cũng xem như là một cái thời pháp mà chúng ta cùng hội họp với nhau. Thời pháp này đối với chúng tôi là thời pháp cuối năm. Đối với đạo tràng thì trước tiên thì chúng tôi cũng xin kính chúc cho Chư Tôn Đức Tăng luôn luôn được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, và đối với gia hàng Wisiko và Chư Phật tử thì luôn luôn được tấn hóa trong Phật pháp và có niềm tin bất động an lành nơi Tam Bảo để được sự hạnh lạc hạnh phúc. Thưa quý vị, khi mùa xuân về đó thì chúng ta có một cái cảm giác rằng nó mang tới một cái gì đó mới lạ và mang tới một cái niềm hạnh phúc. Mà hạnh phúc của thế gian này, nếu phải nói thì đó là một cái sự đầy đủ. Cho nên chúng ta chọn đề tài đó là năm pháp đầy đủ. Thì xin thưa quý vị, cái chữ Sambada của Bali á, ngoài cái nghĩa là đầy đủ, nó còn có cái nghĩa là hạnh phúc, còn có nghĩa là may mắn. Và ở một chiều sâu của chữ Sambada này, nó có nghĩa là cái nền tảng đúng đắn. Bởi từ chữ Sam có nghĩa là đúng đáng, đúng đắn. Còn Bada thì là cái nền tảng, qua cái nghĩa đen của nó là cái chân. Và những cái nền tảng đúng đắn đó thì đối với cuộc đời thì các ngài dùng danh từ là đầy đủ, nhưng mà để trong đạo thì ngài sẽ dùng một danh từ khác, đó là cái hạnh phúc hay an lạc, hay là những cái nền tảng đúng đắn. Bây giờ chúng ta nói về cái phương diện cuộc đời trước. Cái năm pháp được gọi là đầy đủ đối với một cái chúng sinh ở, sống ở trong đời này á, thì gồm có, thứ nhất là đầy đủ những thân bằng nguyên thuộc. Thứ hai là đầy đủ những cái tài sản. Thứ ba là đầy đủ sức khỏe. Và để bảo vệ những cái thành quả đó thì người Phật tử chúng ta lại có thêm một đầy đủ nữa, đó là đầy đủ về giới hạnh và đầy đủ về cái kiến thức. Tại sao vậy? Hãy xin thưa quý vị, Đức Phật ngài có dạy rằng có cái năm cái pháp gọi là suy vong, hay là những cái năm pháp gọi là tàn phá. Thì thứ nhất là suy vong về thân bằng nguyên thuộc, tức là tổn thất về thân bằng nguyên thuộc. Thứ hai là suy vong về cái tài sản. Thứ ba là suy vong về danh tiếng. Nhưng mà những sự suy vong này
hay là những sự tổn thất này nó còn nhỏ, nó chẳng có làm cho đau khổ lắm. Nhưng mà suy vong về cái giới hạnh, tức là tổn thất về giới hạnh và tổn thất về trí tuệ, đó là tổn thất nặng nề nhất trong cái cuộc sống lẫn trên con đường chúng ta đi tìm đạo. Thì do đó mà chúng ta thấy rằng khi mà được gọi là đầy đủ thân quyến, tức là thông bằng quyến thuộc, thì cái điều này nó cũng sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Nó trong theo ý nghĩa của cuộc đời thì con người mà sống không có tri kỷ, không có bạn bè thì cũng đồng nghĩa là không có thân bằng nguyên thuộc. Cái thân bằng nguyên thuộc đây ngoài ý nghĩa là cha mẹ hay là bên nội bên ngoại, nếu mà người này không có cha, không có mẹ, không có những người thân bên nội, cũng không có người thân bên ngoại, thì người này sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng. À, trái lại mình nhìn thấy nhiều cái thân bằng quyến thuộc mình thì xin thưa quý vị có một cái niềm vui, nhưng mà trong cái niềm vui đó thì nó cũng không phải không có cái sự khổ trong đó. Nếu như phải sống cô đơn thì đó là một cái điều đau khổ đã đành rồi. Nhưng mà có nhiều thân bằng quyến thuộc á thì nó cũng không sung sướng gì đâu. Và nếu như mà muốn có những thân bằng quyến thuộc mà chúng ta có cảm giác an lạc á, cảm giác một cách tốt đẹp đó, thì những thân bằng quyến thuộc này phải nhất hướng với chúng ta. Chứ nếu như những gặp những thân bằng quyến thuộc mà không nhất hướng với chúng ta thì chúng ta cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Chúng ta thí dụ như một cái người nam ở trong nhà, sau khi mà nghe pháp được rồi, nghe những cái lời giảng của những vị giảng sư và khởi tâm nhàm chán cái thế gian, họ muốn đi xuất gia, nhưng mà thất bằng quyến thuộc nhiều không cho, nó cản trở đủ điều hết. Thì cái điều này nó không được tới cái sự nhất quán hay là nhất hướng đối với chúng ta, và đó cũng là một cái chướng ngại. Nhưng mà trước mắt á, nếu như cái người nào mà muốn có thân bằng quyến thuộc nhiều thì cái người này sẽ tạo những phước lành. Và chính cái lời giảng của Đức Xá Lợi Phất đã cho chúng ta một kỷ niệm rất là đặc biệt. Đức Xá Lợi Phất ngài giảng rằng có bốn hạng người, hạng người ví như trời có sấm mà không có mưa, hạng người thứ hai ví như trời có sấm mà có mưa, hạng người thứ ba là người hạng người ví như trời mưa mà không có sấm, và hạng người thứ tư ví như trời không mưa cũng không sấm. Ở đây nói ngắn gọn hơn thì cái người nào mà làm việc phước đó, tạo phước đó, đó ví như là có mưa, và kêu gọi những người khác cùng làm phước chung với mình gọi là có sấm. Thì trong bốn hạng người này thì cái hạng người mà ví như trời có sấm mà có mưa đó thì người này sau này có đầy đủ tài sản và đồng thời có đông thân bằng quyến thuộc. Còn ngược lại, người chỉ biết mưa mà không sấm thì sau này dù có nhiều tài sản nhưng mà lại không có thân bằng quyến thuộc. Rồi cái hạng người mà có sấm mà không mưa, tức là kêu gọi người ta làm phước, kêu gọi người ta tu tập vân vân,
Nhưng bản thân mình lại là không có tạo phước, bản thân mình lại không lo tu tập. Thì hạng người này sau này có những thân bằng quyến thuộc nhiều, nhưng mà bản thân mình lại nghèo khổ, trong khi thân bằng quyến thuộc thì giàu có. Còn hạng người tư chẳng những không kêu gọi người khác làm phước chung với mình, mà cũng không tạo phước, thì hạng người này vừa nghèo mà lại cô đơn. Cho nên khi mình gọi là có đầy đủ thân bằng quyến thuộc đó, mà những thân bằng quyến thuộc mà nhất hướng đó, thì nó tốt đẹp vô cùng. Mà muốn cho những thân bằng quyến thuộc mà nhất hướng đó, thì khi mình làm việc phước đó, mình nên kêu gọi những người nào mà có cái tâm hoan hỷ việc phước, hiểu rõ được những cái việc phước và thích thú trong những việc tạo phước, thì sau đó trong vòng luân hồi sẽ gặp lại những người này, sẽ cùng một cái khuynh hướng đặc biệt chung như nhau. Nó không bị chọi nhau, nó không có bị gây chướng ngại. Mà điển hình như chúng ta thấy là ngài Mahakassapa Đại Ca Diếp và nàng Phách Đa Đại Hiền hay là Diệu Hiền. Cái cuộc đời của ngài Mahakassapa và cùng với cô tiểu thơ Phách Đa này rất là đẹp. Ngài Mahakassapa đó là hiệu, nhưng mà tên thật của ngài gọi là Pipali. Ngài là một con một của một gia đình đại trưởng giả, và ngài cũng là một con một. Cha mẹ ngài có rất nhiều gia sản và mong mỏi ngài lập gia đình, nhưng mà từ nhỏ thì cái tâm ý của ngài lại là không thích vướng bận vào cái đời sống gia đình của thế gian. Nhưng mà nhà ngài là một người con có hiếu, nghe cha mẹ yêu cầu ngài thành lập gia thất, thì ngài tưởng tượng ra một cô gái thật xinh đẹp, và ngài cho người thợ kim hoàng đúc một pho tượng bằng vàng với những cái nét thanh tú trên gương mặt, trên thân thể. Và ngài nói với cha mẹ rằng: thưa cha mẹ, nếu như gặp được người nữ xinh đẹp như vậy nè, thì con sẽ cưới người đó về làm vợ. Thì cha mẹ của ngài ngẫm nghĩ rằng: con ta là một bậc đại phước, thì chắc chắn rằng trong cái dòng luân hồi, khi nó tạo phước thì phải có người cùng chung tạo phước. Và chắc chắn rằng trong những nhóm người mà cùng chung tạo phước với con ta trong dòng luân hồi đó, có những cái người tâm đầu ý hợp với người tạo phước đó. Cho nên cha mẹ ngài mới cho 8 bà la môn mang cái pho tượng vàng ấy đi khắp xứ Ấn Độ, đi từ làng này sang làng khác, từ thị trấn này sang thị trấn khác, từ kinh thành này sang kinh thành khác. Bao giờ tìm cho được một cô gái mà có một cái dung nhan như vậy thì sẽ báo tin về. Hãy xin thưa quý vị, cũng ở một nơi kinh thành xa vắng, trong một cái gia đình đại trưởng giả lớn, coi như giàu nhất của kinh thành đó, và cái gia đình này lại chỉ có một cái cô gái duy nhất, và cô gái này được đặt tên là Phách Đa, tức là Diệu Hiền. Và khi mà cô đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ của cô á là muốn cô có được một cái nơi môn đăng hộ đối,
Nhưng mà lạ làm sao là con này lại cũng không có ý thích muốn thành lập gia đình, lại muốn xuất gia. Nhưng mà chưa đúng thời cho nên coi thành phải chịu. Thì bây giờ ông Tám, ông Bà La Môn mang cái pho tượng đó đi tới kinh thành này, đến cái bờ sông, và ngồi đó đợi. Thì thú vị rằng là vào buổi sáng hôm đó, cô tiểu thơ Phách Đa cùng với gia nhân và bà Nhũ Mẫu đi xuống dưới bến sông nó tắm. Tắm xong rồi thì cả đoàn đi về. Nhưng mà nàng Phách Đa lại chợt quên một món vật để ở bên bến nước, cho nên nói với bà Nhũ Mẫu rằng là con đã để quên những vật trang điểm ở bến nước, à, xin mẹ hãy tới lấy cho con. Thì bà Nhũ Mẫu sẽ ra đi để mà nhận là đi tìm lấy những cái vật trang điểm của cô tiểu thơ. Thì bây giờ khi mà thấy cái pho tượng vàng của tám vị Bà La Môn đặt ở cạnh bờ sông đó, nhìn xa xa thì ý hợp, cho nên bà Nhũ Mẫu này mới nói rằng cái con bé này nó lừa gạt ta rồi chạy ra đây trước, cho nên bà mới đánh vào cái pho tượng. Khi đánh xong bà biết bà mới nhầm. Nhưng mà nghe bà nói câu nói đó, tám Bà La Môn rất là mừng, bởi vì trải qua bao nhiêu năm tháng lặn suối trèo non, vượt qua những kinh thành, vượt qua những làng mạc, chưa ai có nói được là có một người giống như vậy hết. Nhưng nghe bà Dũng Mẫu nói là con bé này lẻn trốn ra đây thì các vị rất mừng, và mới hỏi rằng này bà nói cái pho tượng này giống như cô bé vậy, cô bé nào, và cái người mà bà nói nó có xinh đẹp bằng cái pho tượng này hay không. Thì bà Nhũ Mẫu mới trả lời rằng thưa ngài, các ngài nói gì, cái pho tượng này làm sao xinh đẹp cho bằng cô tiểu thơ của chúng tôi. Cô tiểu thơ của chúng tôi là vật sống cho nên linh động sinh hoạt đẹp hơn nhiều. Nghe như vậy thì thưa quý vị, tám Bà La Môn thì tìm tới tư dinh của cô tiểu thơ, và sau khi đã diện kiến được cô tiểu thơ này cho nên rất là hân hoan, mới trình bày rằng là cậu công tử tôi ở kinh thành đó là con một trong gia đình giàu có, lại không có ý muốn lập gia đình cho nên tạc ra cái pho tượng này, và hôm nay chúng tôi đã tìm được cái người này, cô tiểu thơ của gia đình ông bà, xinh đẹp như cái pho tượng, thậm chí đẹp hơn nữa. Cho nên chúng tôi muốn báo tin với ông bà rằng là chúng tôi sẽ gửi thơ về cho chủ tôi ở kinh thành đó, sẽ cầu hôn với con gái bà. Thì gia đình của ông trưởng giả, cha mẹ của cô tiểu thơ Phách Đa cũng rất là hoan hỷ, bởi vì nhận xét rằng cũng là môn đăng hộ đối, mà hơn nữa con gái mình cũng đã đến lúc mà trưởng thành, cho nên hân hoan nhận cái lễ vật. Lập tức thì tám Bà La Môn mới báo tin về cho chủ mình biết. Thì nghe vậy á, thanh niên Bá Lý mới suy ngẫm rằng ta cứ ngỡ rằng ta tạo ra một cái bức ảnh mà không thể nào có người nữ nào trên thế gian này giống như vậy, mà không ngờ lại có được một cái người xinh đẹp giống như ta tưởng tượng ra. Nhưng mà ta là không muốn lập gia đình, bây giờ lỡ rồi thì chỉ còn nhờ là cái cô tiểu thơ đó, đó từ chối. Cho nên ngài mới viết một lá thư bảo gia đồng của mình tính cẩn á, đi tới cái tư dinh của cô tiểu thơ đó, đó đưa bức thơ đó. Nội dung bức thơ đó là ngài trả lời rằng là
thưa cô, tôi không có muốn lập gia đình, xin cô hãy vui lòng từ chối cuộc hôn nhân này đi. Xin thưa quý vị, cô tiểu thơ cũng có ý nghĩ như vậy. Cô tiểu thơ nghĩ rằng ta không muốn lập gia đình, mà không ngờ gặp một cái người như vậy. Vậy thì ta cũng viết thơ yêu cầu là công tử đừng nhận ta làm vợ, và cũng cho người mang thơ đến cho công tử Pipali. Xin thưa quý vị, trên đường đi hai cái người này gặp nhau ở quán trọ, và hai người này cùng tán thán chủ mình. Đà, chủ tôi là một thanh niên đẹp trai, đa văn, học giỏi, vân vân. Còn người kia cũng trả lời là cô chủ tôi cũng là một cô tiểu thơ nhiều văn tài, nhiều cái nét đặc tính tốt, xinh đẹp. Cả hai cùng khen ngợi chủ mình như vậy, tự nhiên là hân hoan với nhau. Mới nói là thôi bây giờ đây chỉ có hai anh em mình. Mà cái cặp này á, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Thôi mình thử xem cái hai người này có gặp gỡ nhau từ trước, có hẹn hò gì nhau không. Mà giao hẹn nhau là coi xong á thì không cho ai biết. Cả hai cùng mở thơ ra xem. Thì trong hai thơ đó ai cũng đòi từ khước, không muốn nhận làm vợ làm chồng với nhau. Thì hai người hầu này nói là đây là một cái lương duyên rất là đặc biệt, mà thứ nhất là rất môn đăng hộ đối, thứ hai nữa là xinh đẹp cũng giống như nhau cả. Mà để mà cái lỡ của lương duyên này thì uổng lắm. Cả hai bàn tính với nhau là táo thơ. Là tức thì thay vì thơ từ chối, yêu cầu người ta từ chối là yêu cầu người ta nhận lời. Và thế là buộc lòng hôn lễ phải tổ chức. Nên cô kia nghĩ rằng là công tử này dứt khoát là phải cưới mình, cho nên là đành chịu nghe lệnh cha mẹ thôi. Còn cậu công tử thì nghĩ rằng cô kia đó là không chịu nghe lời mình, cương quyết về làm dâu nhà mình. Muốn gì chữ hiếu cũng đành phải chịu thôi. Và thú vị là hôn lễ cử hành trọng thể, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái nét đẹp ở chỗ này nè, là trong đêm tân hôn á, thì công tử biết Pipali mới nói là thưa tiểu thơ, thật tình mà nói tôi không muốn lập gia đình, tôi đợi cho cha mẹ tôi mà qua đời xong á thì tôi sẽ đi xuất gia sống đời đạo sĩ. Mà tôi đã gửi thơ cho nàng, yêu cầu nàng từ chối, mà tại sao nàng lại nhận lời? Thì nàng tiểu thơ mới nói rằng thưa công tử, chính tôi cũng gửi thơ cho ngài, tôi yêu cầu ngài đừng có nhận tôi làm vợ, tại tôi cũng nghĩ rằng khi mà cha mẹ của tôi qua đời tôi cũng sẽ xuất gia. Nếu mà giờ làm lễ hôn lễ này rồi thì sao đây? Thì ngài biết ba lý nói nàng nói vậy tôi cũng chưa tin. Và cô tiểu thơ nói thật sự tôi cũng không tin ngài là viết cái lá thơ từ chối của hôn nhân. Thôi bây giờ thử xem ai là người có một cái tâm trong sạch, thì đêm nay giữa chúng ta sẽ đặt một cái dòng hoa. Cái dòng hoa bên nào mà bị nhầu nát hoặc bị héo úa thì tư tưởng của người này đang bị ô nhiễm, đang bị dục vọng chi phối. Và thưa quý vị, trong đêm tân hôn đó, cả hai người ngăn cách nhau bởi một cái dòng hoa, và bên nào cũng cố gắng giữ gìn cái dòng hoa mình cho thật xinh, thật đẹp, không để nhào úa. Sáng hôm sau thì dòng hoa vẫn như xưa. Bây giờ cả hai cùng đã hiểu tâm ý với nhau.
À, cho nên cả hai mới nói rằng đó, thôi thì bây giờ chúng ta chịu ý cha mẹ, bề ngoài chúng ta sẽ là vợ là chồng, nhưng bên trong thì vẫn giữ là cái tình trong sạch giữa đôi bạn, để cho cha mẹ khỏi buồn phiền. Và thưa quý vị, cả hai đã giữ ra một cái thời gian như vậy. Bên ngoài thì ai cũng nghĩ rằng đó là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng mà bên trong thì cả hai vẫn giữ trọn với nhau tình bạn. Ở đến khi cha mẹ qua đời rồi đó, thì cả hai cùng đi xuất gia một lượt. À, câu chuyện tuy dài nhưng mà chúng ta tắt ngang chỗ này một chút xíu. Và khi đi đến ngã ba đường á, thì ngài Mahakassapa mới nói rằng á, này cô, nay chúng ta đã là người xuất gia rồi, nhưng mà chúng ta đi chung như vậy á, thì người ta sẽ nói rằng á, cái cặp này không thể lìa bỏ nhau được, thậm chí đã đi xuất gia rồi mà cũng phải còn đeo níu với nhau vậy. Thì nay tới ở ngã ba thì nàng hãy chọn một đường, ta sẽ đi một đường. Thì nàng Phật Đa mới nói rằng thưa ngài, quả thật như vậy, thông thường người nữ thì làm những việc sai trái nhiều hơn, cho nên ở đây xin thỉnh ngài hãy đi về hướng tay phải, còn tôi sẽ đi về hướng tay trái. Nhưng mà trước khi tôi đi, xin ngài hãy cho tôi làm trọn vẹn cái phận sự người vợ, dù rằng chúng ta vẫn là người bạn, nhưng mà trên danh nghĩa thì vẫn là người vợ. Và ngài Kassapa ngồi yên đó, và vị nữ đạo sĩ Phát Đa đi chung quanh ngài Kassapa ba vòng, mỗi vòng thì lại một lại. Và sau khi lại một lại xong rồi thì nó xin cung thỉnh ngài hãy ngự về ngài con đường phía bên tay phải, còn tôi sẽ đi về hướng tay trái. Từ nơi kinh thành Xá Vệ ở hương thất của Đức Thế Tôn, ngài thấy duyên lành của hai vị này, cho nên ngài biến mất ở tại chùa Kỳ Viên, xuất hiện ở ngôi đền gọi là Bá Phú Bút Tá. Ngôi đền này có tên Bá Phú Bút Tá, có nghĩa là nhiều con. Và thú vị rằng khi Đức Kassapa vừa đi tới mà gặp Đức Thế Tôn ngồi ở trong ngôi đền Bá Phú Bút Tá đó, thì ngài trực nhận đây là thầy của ta. Cho nên ngài Kassapa mới xuống quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc đạo sư của con là đệ tử của ngài. Và sau đó thì Đức Kassapa sẽ nhận được cái bộ y đặc biệt trong đời Đức Phật chỉ có một mà không có hai, đó là bộ y tự tay Đức Thế Tôn ngài đi lượm giải quăng bỏ, tự tay ngài giặt của bộ y đó và phơi và cắt ra để làm cái y đắp ngài, được gọi là y phấn tạo. Trong đời Đức Thế Tôn chỉ có một lần làm việc này, và Đức Thế Tôn đã ban chiếc y này đến cho Đức Kassapa, cũng như ngầm bảo rằng này Kassapa, thầy hãy thay ta mà gìn giữ cái giáo pháp này. Mọi quý vị biết rằng cái nguyên nhân tại sao không? À, tại sao cái nàng Phách Đa và cái công tử Biết Bà Lý có một cái mẫu gia thọ đẹp như vậy? Bởi vì trước đây cả hai người cùng xuất gia, cùng có một tâm hướng với nhau, nó nhiều đời nhiều kiếp như vậy.
Và tại sao mà Đức Cách Sa Bá vừa nhìn thấy Đức Phật á, là cảm nhận ngay đây là bậc đạo sư của mình? Bởi vì trong tiền kiếp á, cái người đều trong tiền kiếp á, có những lần mà ngài tiền thân ngài Ma Ha Cách Sa Bá và nàng Phách Đa đã từng làm mẹ Bồ Tát, họ rất là thuận thảo với nhau, rất là hài hòa với nhau. À, cho nên gặp lại á, thì là cực nhẫn. Và thú vị dĩ nhiên rằng Đức Thế Tôn ngài đã nghĩ tới nàng thánh nữ để nhất thì thần thông của mình là Uppalawanna, dùng thần thông để đưa nàng Phách Đa về ni viện. Và đoạn cuối thì dĩ nhiên là ngài Ma Ha Cách Sa Bá chứng quả quả A La Hán và nàng Phách Đa chứng quả A Na Hán. Nghe câu chuyện đẹp như vậy, đẹp như vậy. Đẹp là bởi vì cái tâm hướng giống nhau, ý hướng nhất hướng với nhau. Ở chúng ta có những muốn có những cái thân bằng quyến thuộc mà nhất hướng với mình, cùng hướng với mình. Khi mà khi làm việc thiện á, thì mình sẽ kêu gọi người đó hoan hỷ diệt phước, diệt phước. Và muốn như vậy thì như thế nào? Người đó phải đồng giới, đồng tuệ với mình, thì sau này thân bằng quyến thuộc mình á, gặp nhau á, thì nhất hướng tốt đẹp. Nhưng mà thưa quý vị, đầy đủ thân bằng quyến thuộc, đầy đủ những bạn bè đồng chí hướng, đó là một điều tốt. Bạn bè đồng chí hướng chúng ta nhìn thấy rất nhiều, như là chuyện của ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, đồng chí hướng, cùng xuất gia, cùng vui trong những lúc đáng vui, cùng buồn trong những buồn khi mà xem vở kịch chẳng hạn. Đó cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Trong đời này mà chúng ta gặp có những người bạn mà cùng chí hướng với mình thì đó là một cái điều nên hân hoan. Tức là cái chung chí hướng đây muốn nói chung chí hướng về việc thiện á, chứ đừng phải chung chí hướng mà về việc bất thiện thì phiền lắm, phiền lắm. Nhưng mà thưa quý vị nè, như vậy thì có phải là một cái hạnh phúc hay không? Thưa quý vị, không. Cái hạnh phúc đó nó không có bền vững. Cái hạnh phúc đó nó chỉ tạm thời. Không có một thân bằng quyến thuộc nào có thể đi cùng với chúng ta qua cảnh giới khác. Không bao giờ. Cùng lắm chỉ thân bằng quyến thuộc ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cho nên cái thân bằng quyến thuộc đây mà chúng ta cần có đó, và mãi mãi đi theo chúng ta từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ cảnh giới khác đến cảnh giới khác nữa mà không hề lìa bỏ của ta đó. Đó là gì? Xin thưa quý vị, đó là những cái pháp thượng nhân cần phải có, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là những cái thắng trí, tức là thần thông, ý quá thông, hoặc là thiên nhĩ, hoặc là thiên nhãn, hoặc là tha tâm thông, hoặc là thần túc, túc mạng thông, hoặc là trí quán. Đấy, đó là những thân bằng quyến thuộc mà thân cận chúng ta nhất, và có thể đeo đuổi chúng ta từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, chứ không phải không. Cho nên khi mà mình làm việc phước chung với nhau đó, mình hiểu biết rằng, người Phật tử chúng ta hiểu biết rằng á, là mình sẽ có cộng nghiệp với nhau, là sau này sẽ có những cái thân bằng quyến thuộc. Như thí dụ như quý vị ngồi đây nghe những vị giảng sư giảng pháp, đó làm chung một cái việc thiện, rồi sau này sẽ gặp nhau trên dòng luân hồi, sẽ trở thành thân bằng quyến thuộc của nhau.
Nhưng mà như chúng tôi nói rằng nó chỉ có một giai đoạn ngắn nữa. Vậy thì người này phải khôn ngoan. Người này là người có trí tuệ. Thì người này sẽ phát nguyện. Với quả phước làm chung này con sẽ hiểu biết rằng con có được thân bằng quyến thuộc. Nhưng xin cho những thân bằng quyến thuộc đừng bao giờ lìa bỏ con. Đó chính là những pháp thượng nhân con sẽ được đắc chứng ở trong tương lai. Ở trong tương lai này, 7 ngày sau cũng là tương lai, 1 tháng sau cũng là tương lai, 2 tháng sau cũng là tương lai, 1 năm sau cũng là tương lai. Khi mình kêu gọi những người khác làm việc phước với chúng mình thì người này sẽ có hai loại thân bằng quyến thuộc. Một loại là các pháp thượng nhân mà mình mong mỏi có. Thứ hai là những thân bằng quyến thuộc bằng xương, bằng thịt, hay là dạng chúng sanh khác đối với mình. Và cái người khôn ngoan sẽ mong mỏi những pháp thượng nhân đó, đó chính là đầy đủ thân bằng quyến thuộc, nó không thiếu sót. Có những vị thánh A-la-hán mà không có những cái pháp đã đành là thánh A-la-hán rồi thì không còn gì phải nói nữa hết. Nhưng mà đối với những cái pháp hữu vi, những pháp thắng trí các ngài không có, thì đó cũng là một cái điều thiệt thòi cho đại chúng. Vì sao vậy? Vì nếu mà có những cái pháp thượng nhân như là thần thông, hoặc là tha tâm thông, hoặc là túc mạng thông, thì làm cho những người phàm nhân nó phát sinh tinh và nỗ công tu tập, nỗ lực để mà tu tập. Xin thưa quý vị, cũng giống với trường hợp ngài Rohana, thầy tế độ sư của ngài Nagasena, khi mà ngài Nagasena đi bát chung với thầy mình, tự nhiên ông khởi là một cái ý nghĩ bất kính với thầy mình, nói thầy ta dốt, chỉ biết bộ tạng diệu pháp thôi, cái tạng kinh tạng luật không thấy ông dạy chắc ông không biết. Thì đối với vậy rằng là ngài Rohana đang đi trước vậy đó, sau khi đi bát về, ngài Rohana nói là này Nagasena, ông đã có một ý nghĩ không tốt đẹp, chẳng những không tốt đẹp về ta mà chính là không tốt đẹp về ông. Trên đường đi bát ông đã nghĩ như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngài Rohana có một cái tha tâm thông, biết được tâm của ngài Nagasena, và ngài Nagasena đã bàng hoàng, vậy thầy ta không phải là dốt, ông đọc được tâm ta khi ta suy nghĩ như vậy, đâu phải ông hay là dốt, mới đảnh lễ là quay trở lại cái niềm tính tâm đối với thầy mình. Thế nên những pháp thượng nhân cũng là một cái điều mà để mà trợ giúp cho tha nhân. Cho nên người trí khi làm việc phước chung với những người khác thì người trí sẽ nguyện rằng mong rằng cái cuộc cộng nghiệp này xin cho những cái người mà sau này con gặp đó đó phải là người đồng chí hướng với con, phải là cái người cùng nhất hướng về thiện với con. Và đặc biệt là có những cái pháp thượng nhân đến cho con, phải cần nguyện vậy để sau này mình có gặp những thân bằng quyến thuộc mà bằng xương bằng thịt, họ cản trở mình, họ còn thích thú và khuyến khích mình xuất gia nữa. Mà chúng ta thấy nhiều câu chuyện như câu chuyện Sa Di Banh Đi Tá chẳng hạn vậy, hay là Sa Di Xuất Khá vậy. Đến bà mẹ nghĩ rằng con ta mến mộ ngài Tướng Quân Chánh Pháp, nếu mà nó muốn xuất gia ta sẽ cho xuất gia, không cản trở. Đấy, có những người thân bằng quyến thuộc như vậy đó, tuyệt vời. Mà muốn vậy thì chúng ta phải phát nguyện, phải có tác ý tới, chứ không thể để cho cái nhân duyên nó trôi chảy, muốn chảy sao chảy, muốn đi sao đi,
À, chúng ta phải lèo lái cái nhân duyên đó đi vào cái đạo lộ tốt. Đây là cái chi pháp thứ nhất. Thưa quý vị, chi pháp thứ hai là đầy đủ tài sản. Phugasambada. Cái tài sản là những cái vật dụng mà phải cần có. Nó giúp cho chúng ta bớt khổ ở bên ngoài. Đã đành rằng người có tài sản cũng khổ, người không có tài sản cũng khổ. Nhưng mà khi đem ra đó, chúng ta mới thấy rằng cái người mà không có tài sản đó, cái gánh khổ nó nặng hơn. Người có tài sản đó, cái gánh khổ nó nhẹ đi. Mặc dù người này cũng phải gìn giữ nó, nhưng mà nếu là người mà có trí á, thì khi mà thất bại tài sản bị tổn thất, người này không rơi vào bất tỉnh, người không rơi vào sầu muộn uất ức. Chỉ có những người nào mà thiếu trí bám đào cái tài sản thì bây giờ mới có thể rơi vào bất tỉnh, rơi vào sầu não. Người có tài sản là cái người đó có thể từ nhân có tài sản này hay từ kết quả có tài sản này tạo một nhân thiện mới. Chúng ta thấy rằng cái người mà có tài sản đó, thì sẽ tự giúp cho cái giới hạnh được trong sạch. Vì sao? Vì có tài sản rồi á, thì không làm những cái nghề mà vi phạm về giới luật. Có nhiều tài sản thì không bao giờ mà rơi vào cái giới trộm cắp. Bởi sao? Bởi vì mình giàu quá mà. Mà đi trộm cắp nha, mang tiếng thì hổ thẹn vô cùng. Mà giàu có rồi đó. Thì cái đâu có biết về cái sắc sanh là gì. Có người khác lo hết. Và thậm chí chúng ta thấy là các vị tử hoàng dòng Thích Ca đó, ngài Kim Bí Lá, ngài Ananda, ngài Anuruddha, ngồi hội họp với nhau hỏi rằng giờ cái cơm từ đâu có. Người thì nói là từ trong nồi múc ra, người thì nói là do người hầu mang tới, người thì nói là ở trong cái chén. Ngài không biết cơm từ đâu có. Bởi sao? Bởi sống từ trong cung vàng điện ngọc, mình đâu có biết làm ruộng là gì, đâu có biết cái cực khổ của cái làm ruộng là gì đâu. Cho nên có đầy đủ tài sản á, có thể giúp cho giới không bị sát sanh, không rơi vào trộm cắp. Nhưng có nhiều tài sản coi chừng rơi vào cái giới tà dâm. Tức là ý nói rằng khi mà có tài sản, có một số giới chúng ta cũng thể hỗ trợ cái giới được trong sạch. Mà nếu người có trí nữa, do tài sản không phải lo âu về cái sự sống, cứ nhất tâm tu tập. Bởi vì cái ăn, cái mặc, cái ở nó có đầy đủ rồi, nó cần gì phải lo. Họ chỉ lo chuyên tâm niệm Phật hành thiền, chỉ lo chuyên tâm tụng kinh, chỉ lo chuyên tâm suy ngẫm pháp, nó làm cho tốt đẹp, nó làm tạm thời, nó vừa giải vừa bớt cái khổ cho trong cuộc sống, mà đồng thời là nó làm cho cái giới được tốt đẹp, rồi tài sản nó hỗ trợ cho cái trí được sinh khởi lên. Vì có nhiều tài sản cho nên có thể mời những danh sư tới để mà hướng dẫn, hấp thụ những tinh hoa của những vị thầy giỏi. Dĩ nhiên phải cộng thêm cái nỗ lực của người học trò. Người ta nói rằng có sức, có sự thông minh hay chăng nữa, rất là có tài năng hay chăng nữa thì cũng không bằng có tài liệu. Cái giỏi thông minh cách mấy đi chăng nữa mà nếu không có những cái tài liệu để mà học tập, không có những cái kiến thức của những vị đi trước truyền lại thì cũng không thể nào phát huy được cái sức mạnh.
của trí tuệ cả. Mà hay có tài sản thì có thể là mời được nhiều danh sư tới, và có nhiều danh sư đó thì người đó học hành nhiều, tiếp thu nhiều, làm tăng trưởng trí tuệ, chứ phải không. Còn trái lại, mà không có tài sản thì trí tuệ nhiều khi nó cũng không được phát huy, cực nhọc quá mà, cứ lo kiếm miếng ăn chưa xong nữa, thì hơi sức nào ngồi cầm đọc quyển kinh, hơi sức nào mà cầm đọc một quyển quyển, một quyển sách, những danh ngôn hoặc những cái tư liệu, quần quật suốt ngày mà chưa đủ ăn nữa, thì có thời gian đâu để mà ngồi nghiền ngẫm những cái trang kinh, có thời gian đâu để mà đọc những cái quyển sách hay, sách lạ, sách quý để mà mở mang kiến văn mình. Cho nên nó cũng làm một điều thiệt thòi. Mà muốn có tài sản thì người này phải không? Thì quý vị sẽ trả lời với chúng tôi rằng là có cái sự bố thí. Xin thưa, chỉ đúng một phần chứ không phải là đúng trọn vẹn, mà phải có cái tâm buông bỏ, tức là xả ly. Nếu như cái người nào hành pháp bố thí mà còn vẫn còn vướng mắc tới cái vật chất mà mình đi cúng dường rồi, thì người này chưa phải có đầy đủ tài sản. Chúng ta thí dụ, một cái người Phật tử mà cúng dường đến cho một vị thầy hoặc là một cái vị sa môn, một bộ y chẳng hạn, một cái tách trà chẳng hạn, thì mong mỏi rằng cái là cái vị thầy hoặc là vị sa môn mình cúng dường đến á, hãy mặc chiếc y đó, hãy sử dụng cái món vật thực đó, hãy sử dụng cái tách trà đó, hãy sử dụng cái vật dụng mà mình cúng dường đó. Còn nếu không, tâm không vui, tâm không vui. Ở chính chỗ tâm không vui đó đó, nó làm cho cái tài sản bị khiếm khuyết chứ không được đầy đủ. Mà mục đích của người mà bố thí hay là cúng dường là mục đích quăng bỏ, buông bỏ. Cái gì ra khỏi rồi thì sẽ không hề nghĩ tới nữa. Ở trong gia đình cũng vậy, một người cha, một người mẹ cho đứa con mình tiền, đó là một cái hình thức bố thí. Thì cho đứa con nó tiền nó thì dặn là phải như vậy như vậy như vậy, thì chưa phải tâm buông bỏ. Nếu xét thấy rằng đứa con mình cần cái đó để tiêu xài gì đó thì suy xét không cho, và nó muốn tiêu xài gì thì cứ tiêu xài. Cũng giống như cái ly nước kia đó, nếu mà chúng ta đổ cái ly nước ra thì chúng ta sẽ rót là nước mới, mà nước mới tốt hơn. Còn nếu chúng ta đổ chỉ phân nửa, còn để lại một phân nửa, thì cái nước mới nó phát sanh lên đó, nó không có được tốt, trong sạch đoàn vậy, như cái nước mà chúng ta buông bỏ. Và thử hỏi rằng á, một người Phật tử mà cũng cho một vị thầy hay là một vị sư, một bộ y vậy đó, đòi hỏi vị này phải mặc lên, thì xin thưa quý vị, bố thí kiểu đó hay cúng dường kiểu đó là bố thí cúng dường có điều kiện. Và chính vì có điều kiện đó, nó mới làm cho cái quả phát sinh tài sản đó nó bị giảm. Mà bố thí thì không nên có điều kiện, cúng dường thì đừng nên có điều kiện. Mà chỉ biết rằng là cái sự mình tạo cái nhân phước, mình đã hưởng được cái quả lành an vui rồi. Xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta bố thí với tâm mà có điều kiện đó,
thì làm giảm thiểu cái tài sản của chúng ta. Giả sử rằng một cái người Phật tử cúng dường cho một vị thầy một bộ y, vị thầy đó trong đêm đó chưa kịp mặc, xin lỗi nha, cái liêu cốc của vị thầy đó bị cháy đi, và trong đó cái bộ y cũng cháy luôn, thì thử hỏi cái người đó có phước hay không. Thì câu trả lời mà đúng đắn hợp pháp nhất thì vẫn nói rằng người đó vẫn có phước. Hoặc giả rằng vị thầy đó hay vị sa môn đó hay vị sư đó đem cái bộ y đó nó đem cúng dường bậc trưởng lão hơn mình, bậc tốt đẹp hơn mình, thì hỏi rằng cái người mà cúng dường bộ y đó đó có phước hay không. Câu trả lời chính xác phải nói là phước tăng trưởng thêm. Và cái vị thầy đó, vị sa môn đó, vị sư đó lại càng tăng trưởng phước, lại cũng tạo thêm nhân mới nữa. Thì hà tất gì phải có điều kiện? Cần gì phải có điều kiện? Xin thưa chị, khi chúng ta làm những cái đó tài sản bố thí sinh là khởi lên, và muốn có một cái cách sử dụng tài sản hợp lý nhất thì sao? Sau khi làm việc phước là đừng bao giờ tiếc rẻ. Bởi vì sau khi làm việc phước rồi mà còn tiếc rẻ đó thì lại là một cái nghiệt ngã khác đối với tài sản. Có đầy đủ tài sản nhưng mà chi dụng cho bản thân mình không dám. Khi chi dụng cho bản thân mình không dám thì làm cách nào có thể tạo nhân phước được, tạo phước khác được? Đây là cái trường hợp mà trong Tương Ưng Kinh nói tới vị trưởng giả ở trong tiền kiếp á, cúng dường cho vị Phật độc giác chỉ có một cái bát cơm thôi mà ông còn tiếc rẻ. Sao cúng dường rồi tiếc rẻ? Nó nghĩ rằng để bát cơm này cho người ăn kẻ ở trong nhà ăn còn có lợi ích hơn là cho ông sa môn này. Mà đây là vị Phật độc giác. Bởi vì biết rằng Đức Phật ngài dạy rằng ai mà cúng dường đến Đức Phật độc giác á, quả phước vô lượng vô biên. Vậy mà vị này chỉ làm có được là 7 kiếp làm vua trời đế thích và 7 kiếp làm đại trưởng giả ở trong thành Xá Vệ. Nhiều thì có nhiều, nhưng mà 7 kiếp đó chẳng là gì so với quả phước vô lượng vô biên cả. Chỉ có tiếc rẻ mà thôi. Mà cái vị trưởng giả này có tài sản là khoảng 400 triệu tiền vàng, mà sau khi chết rồi đó, cái tài sản không người nói giỏi, cho nên phải xung vào công khố. Mà dính vua Ba Tư Nặc là người đi kiểm kê cái tài sản đó, và ông ra trình bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu tại sao một cái người giàu như mà có tài sản 400 triệu đồng tiền vàng vậy, ăn thì không dám ăn đồ ngon, ăn cái cháo sữa chua để lại từ hôm trước, mặc thì không dám mặc những y phục tốt, mặc những y phục cũ, đi xe thì không dám đi những xe tốt mà đi những cái xe được sửa chữa lại cũ kỹ. Mà nay chết rồi thì tài sản này xung vào công khố. Đức Phật ngài dạy này là bởi do cái hối tiếc, làm phước mà còn hối tiếc, cho nên có rồi thì lại sự mất. Mà bản thân không thọ dụng được thì làm cách nào mà có thể để người khác thọ dụng? Và cái tài sản đó sau khi mà mệnh chung rồi thì tài sản đó cũng bị người khác hưởng, chứ không phải không. Cho nên
mình sẽ có cái tâm buông bỏ là một. Thứ hai nữa, đừng bao giờ hối tiếc, chính buông bỏ đó mới không hối tiếc. Mà không hối tiếc thì mình sử dụng tài sản một cách hợp lý. Nhưng thưa quý vị, cái tài sản ở bên ngoài chúng ta, dù cho bốn hầm châu báu của Đức Bồ Tát chúng ta khi mới sinh ra, hoặc là những cái hầm châu báu của ông trưởng giả Chotika, những tài sản đó nó cũng sẽ bị biến mất thôi. Làm sao mà chúng ta mang được cái tài sản đi theo đó à, để từ kiếp này sang kiếp khác, dù cho lăn trôi cỡ nào đó, tài sản nó cũng có mặt với mình. Và dĩ nhiên chúng ta nói là tạo phước đã đành, nhưng mà cái tài sản mà Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta ở đây đó, đầy đủ tài sản đây đó, chính là tài sản bậc thánh. Cho nên khi mà mình bố thí cúng dường với một cái loại vật chất nào đó, thì mình hãy tác ý nghĩ tới những cái thánh sản. Là thánh sản gì? Đức tin là một thánh sản, giới hạnh là một thánh sản, nghe nhiều học rộng là một thánh sản, hổ thẹn đối với tội lỗi là một cái thánh sản, ghê sợ đối với tội lỗi là một thánh sản, trí tuệ là một thánh sản. Xin cho cái quả phước mà con cúng dường này nè, con đạt được những thánh sản bậc thánh. Khi mà một cái người phàm nhân mà đạt được thánh sản bậc thánh đó, tức là tối thiểu sẽ là thánh Tu Đà Hoàn á, thì cái tính, cái giới, cái tuệ, cái hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi đó, nó vẫn đi theo vị đó. Cho dù bà Visakha có tái sanh về cõi trời nào chẳng nữa, thì niềm tin bà cũng vẫn bất động, cái giới hạnh bà cũng rất là trong sạch, và trí tuệ bà nó cũng thấy rõ cái sự việc khổ. Đấy, những loại tài sản đó, đó là những loại tài sản cần thiết. Và làm việc phước thì chúng ta phải nghĩ tới những cái biết rằng bố thí sẽ phát sanh tài sản, thì sẽ nhân cơ hội đó để mình tác ý đến những loại thánh sản. Giới là thánh sản, nghe nhiều là thánh sản, buông bỏ là một thánh sản, đấy, xả bỏ là một thánh sản. Đấy, là chúng ta có được cái cách có tài sản đó. Nè, xin thưa quý vị, là chi phần thứ ba là đầy đủ sức khỏe. Có tài sản nhiều, có thân bằng quyến nghệ thuật nhiều, mà cái thân thể chúng ta bệnh hoạn triền miên, cái người mà cái sức khỏe không có, bệnh nằm á, dù còn của ngon vật lạ, dù món ngon vật lạ, dù là thượng vị chăng nữa, ăn cũng không được, ăn vô phải ói ra. Và có những loại món ăn mà thượng vị thì người này thấy rằng nó không phù hợp với cơ thể, đành phải khước từ. Nên Đức Phật Ngài dạy rồi, vô bệnh lợi tối thắng. Cái người mà không có bệnh lợi vô cùng lợi, tức là người đầy đủ sức khỏe. Mà có đầy đủ sức khỏe mới làm những công việc mà người khác không làm được. Một đứa bé không thể làm được những công việc giống như một người lớn. Một người lớn yếu đuối không thể làm được những công việc như là một cái người khỏe mạnh. Mà người nào càng có nhiều cái sức khỏe bao nhiêu á, thì càng làm công việc lớn bao nhiêu, làm cho những cái công việc mà khó có người có thể làm được. Cho nên muốn tạo cái sức khỏe, muốn tạo sự khỏe mạnh thì có những cách như sau. Thứ nhất là tránh đánh đập hành hạ chúng sanh khác. Đức Phật Ngài dạy rằng, này Mandika, sở dĩ trong thế gian này có những cái người mà ương yếu bệnh hoạn, đó chính là cái người mà không từ bỏ gậy gộc đao trượng, dùng gậy gộc đao trượng để đánh, để đập, để làm hại chúng sanh khác.
nếu tự sanh làm người sẽ là người bệnh hoạn. Còn cái người nào mà từ bỏ gậy gộc đao trượng, không dùng gậy gộc đao trượng để làm hại, để đánh, để đập, để chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người khỏe mạnh. Trước mắt chúng ta thấy điều như vậy. Điều thứ hai nữa là chúng ta phải cúng dường thuốc đúng thời. Đúng thời, cái người nào mà cúng dường thuốc đúng thời thì người này sẽ được cái sức khỏe. Mà điển hình như ngài Bắc Cú Lá, vào thời Đức Phật Cách Sa Bá thì ngài là một vị đạo sĩ ở trong rừng. Khi thấy Đức Phật Cách Sa Bá lâm trọng bệnh, ngài đi vào trong rừng sâu, ngài đi tìm những cái dược thảo tốt về cúng dâng cho Đức Phật Cách Sa Bá. Cho nên trong cái kiếp này á, ngài sống 160 tuổi, lúc 80 tuổi ngài mới xuất gia, và 8 ngày sau thì ngài chứng quả A-la-hán. Và trong 160 năm như vậy đó, ngài không hề bị đau lưng nhức mỏi, không bị cái gì hết, ngoại trừ 6 chứng bệnh. Thứ nhất, ăn no quá là một chứng bệnh. Thứ hai, đói quá là một chứng bệnh. Thứ ba, lạnh quá là một chứng bệnh. Thứ tư, nóng quá là một chứng bệnh. Thứ năm, thứ sáu, đó là vệ sinh tiêu tiểu. Trong đời ngài 160 năm chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà ở đây cúng dường thuốc á, cũng gì hay cúng dường đúng thời. Đúng thời. Bởi vì cúng dường đúng thời đó là một trong cách bố thí của bậc trí. Bố thí bậc trí là gì? Thứ nhất là bố thí với tâm cung kính. Thứ hai là bố thí với cái tâm từ. Thứ ba là bố thí hợp thời. Thế cho nên đối với những vị thầy hoặc là những vị sa môn khỏe mạnh, có thể dâng thuốc được hay không? Dạ thưa, được. Chứ không phải không. Nhưng mà thuốc đó phải dùng thuốc nào? Thuốc có mang tới lợi ích cả, mang tới một cái sự hợp thời à, khỏe mạnh dân thuốc, thuốc nào là lợi ích? Rồi xin thưa, thuốc lợi ích mà Đức Phật ngài cho dùng á, đối với những gì tỳ khưu mà khỏe mạnh đó, đó chính là sữa tươi, sữa đặc, mật ong, đường và dầu mè. Đây là năm loại thuốc trị bệnh. Đó, đối với những gì tỳ khưu mà khỏe mạnh, đối với vị thầy mà khỏe mạnh thì có những cái sự cúng dường đó. Nhưng mà thưa quý vị rằng, cái khỏe mạnh đó, đó nó chỉ là ngoại thân, nó chưa phải là một cái sự khỏe mạnh mà cần thiết. Bởi vì chúng tôi trình bày quý vị rằng á, cái người mà càng khỏe mạnh thì làm việc lớn, mà hãy làm việc lớn thì thành đạt lớn. Cái khỏe mạnh ở đây muốn nói tới có sức mạnh, mãi có sức mạnh muốn ám chỉ tới năm lực: tính, tấn, niệm, định lực. Tính, tấn, niệm, định lực. Mà bây giờ mày có được cái tính, tấn, niệm, định lực như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là an toàn. Đặc biệt chỉ có tính lực không thôi cũng đã ra an toàn. Cái niềm tin chúng ta luôn bất động được ở nơi tam bảo vậy. Luôn luôn tin vào cái ân Đức Phật, luôn luôn tin vào cái ân Đức Pháp, và hằng niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Một sức mạnh mà không bị dao động bởi cái sự vô tính. Một sức mạnh thứ hai mà cần chúng ta cần có nữa là đó chính là cái niệm lực. Tức là chú ý, chú ý. Tức là tu tập thiền tịnh. Người tu tập thiền tịnh, người làm cho cái tâm nó được vững mạnh, tâm nó khỏe mạnh, tâm nó không bị ương yếu, tâm nó không có bị biến nhát, tâm nó không có bị thấp kém, mà tâm nó làm việc lớn,
nó có thể đạt thành tựu được cái đạo quả, nó có thể thành tựu được những thiền tịnh. Đó là những việc lớn mà phải có cái niệm lực nó mới làm được chuyện này, nó mới làm được chuyện này. Vậy thì cái người mà đầy đủ cái sức khỏe này đó, hay đầy đủ sức mạnh đó, đó chính là cái người đang thực tập về thiền tịnh hay là thiền quán. Cái thiền quán mà thấy rõ được các pháp vô thường, thấy rõ được các pháp nó là khổ, thấy rõ được các pháp nó là trống rỗng như vậy đó, mà có một sức mạnh như vậy đó, thì đâu còn phải rung động trước cái sự vô thường cho là thường được. Đã thấy rõ tất cả đều là khổ hết thì không sao tham đắm trong cái pháp thế gian này. Muốn tách lìa khỏi pháp thế gian, thấy sự nguy hại của những cái dục lạc thì nhàm chán đi những dục lạc, không bị đắm nhiễm trong dục lạc, bởi do cái tuệ lực mặt thấy rõ. Và thú vị một cái đầy đủ nữa đó mà chúng ta cần, đó chính là đầy đủ của giới. Mà thế nào là đầy đủ của giới? Là cái giới được đầy đủ đối với người Phật tử chúng ta đó, thì hằng thường xuyên xem xét vào cái giới, hằng ngày xem xét cái giới. Bởi vì Đức Phật dạy cái giới này nó là vật trang điểm cho người trí. Mà người trí mà thường ngày mà lau chùi cái vật trang điểm này thì cái vật trang điểm này nó sẽ bóng, nó sẽ sáng, nó sẽ đẹp lên. Như thế nào cũng vậy, cái người có trí, tức là người mà cư sĩ chúng ta đó, là cẩn thận xem xét cái giới mình lại. Thứ nhất là làm sao cho cái giới mình không bị bể vụn, thứ hai nó không bị rách bìa, thứ ba nó không bị lủng lỗ, thứ tư nó không có bị giấy bẩn. Mà thế nào là giới bị bể vụn? Chính những cái chi phần giới nó không có được tròn đủ rồi giới bị bể vụn. Chúng ta thí dụ như giới nói dối chẳng hạn, vậy nó còn có bốn chi: lời không thật, cố ý nói, lời không thật, biết lời không thật, cố ý nói, và người nghe đã tin. Thì giờ mình muốn đùa thôi, mình đùa, nói đùa, mà biết cái điều này á là nó không thật, nhưng mà nói đùa, nói đùa lên vậy thì người nghe không tin, thì cái giới đó là giới mà nói dối này không bị đứt. Mà sao cái lời không thật mình nói dối, biết lời không thật, biết rằng cái lời này mình dối, cố ý nói để đùa để vui, ở dưới những người nghe không tin. Ví dụ chúng ta nói rằng là mới đây ở trên rừng người ta bắt được con trăng dài 800 thước, nên có ai tin được đâu, nhưng mà nói cho vui á, dạ hả, thì lời không thật, cố ý nói, nhưng mà người ta không tin thì giới này chưa đứt, nhưng mà nó bể bụng, bể bụng bị ba chi độc: lời không thật, biết lời không thật, cố ý nói, ba này, ba chi này vi phạm. Chỉ còn cái giới cuối, cái chi cuối là người khác không tin thôi, cho nên còn sợi dây bị bệnh, được bệnh lại 4 sợi dây nhỏ, đứt 3 sợi dây, còn 1 sợi dây nhỏ thì gọi là sợi dây chưa đứt, nhưng mà nó mỏng manh, nó yếu đuối cỡ nào rồi, đây là giới bị bể bụng. Chứ Đức Phật ngài dạy rằng á, này ra và chớ có nói dối, dù là nói chơi. Cái đời sống sa di nói dối cũng giống như là bị đảo ngược, là rỗng không. Mình câu kết của bài kinh mà giáo giới La Hầu La tiểu kinh, này La Hầu La chớ có nói dối, dù là nói chơi, cho chúng ta một không có ý nghĩa rất là đặc biệt. Giới bị nách bìa, tức là chúng sanh có thức tánh nhưng mà không biết chúng sanh có thức tánh, không có ý giết, nhưng mà chúng sanh đã chết, nó làm đi không có cẩn trọng, đi mà không cẩn trọng
chúng sanh có thức tánh, nhưng mà không biết chúng sanh có thức tánh, không có ý giết, nhưng mà đi dẫm đạp để chúng sanh đã chết. Đó là nghiệp vô tình thôi, hay nghiệp vô ý thôi. À, nhưng mà giới đó bị rách bì, chẳng hạn như vậy. Hoặc giới bị lung lỗ là không cố ý trộm cắp, nhưng mà cầm nhầm, không có rơi vào giới trộm cắp. Vẫn có chủ biết vẫn có chủ, không cố ý lấy nhưng mà lấy được vật đó, tức là cầm nhầm đó. Thì giới này không hẳn bị đứt, bị lung lỗ, chẳng hạn như vậy. Vâng vâng. Thì người Phật tử chúng ta kiểm tra lại để cho giới được trọn đủ. Và điểm thứ năm là cái trí tuệ được đầy đủ. Cái trí tuệ được đầy đủ không phải là trí tuệ mà có văn bằng. Dĩ nhiên có văn bằng, có bằng cấp, nó cũng thể hiện cho một cái trí. Không có trí không thể có văn bằng, không có cái bằng cấp được. Và đồng thời nó cho một cái ấn chứng cho một cái sự nỗ lực học tập, có nó cũng tốt, rất quý, chứ không phải không. Nhưng mà có cái trí tuệ đây là phải sử dụng trí tuệ chúng ta trong những cái việc thiện. Nếu mà cái trí tuệ chúng ta nhiều quá đó, nó đâm ra xảo quyệt. Xin thưa quý vị, người ta nói rằng một cái người nông dân mà gây tội phạm là người nông dân dễ bắt hơn. Nhưng mà tội phạm là ông bắt học, ông học giả, khó truy, khó bắt, khó tìm. Bởi sao? Bởi vì ông bắt học này, ông học giả này có trí. Mà cái trí này nó thuộc về cái trí quốc thiện. Cái người nông dân mà lừa gạt á, người ta biết liền à. Nhưng mà cái ông học giả mà lừa gạt á, khó thấy á. Chẳng hạn như vậy. Nếu đầy đủ trí tuệ đây là đầy đủ trí tuệ ở trong một cái phương án thiện. Và cái đầy đủ trí tuệ đây á, ý muốn nói là Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, bao giờ mà gọi là có một cái đầy đủ trí tuệ đó, khi nào thấy đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sanh khổ, và thấy đây là cái sự gì khổ và phương án để gì khổ. Cái chi pháp cuối đó gọi là đầy đủ về trí tuệ. Bởi vì thành công trên đời này không phải chỉ bằng trái tim, mà thành công trên đời này nó phải là cái trí tuệ. Cái người có trí tuệ thì sẽ được bình an ở mọi góc độ, ở mọi hoàn cảnh. Cho dù ác nghiệp nó tới chăng nữa đó, người này cũng nhân cái ác nghiệp đó để mà đi lên chứ không phải đi xuống. Mình xin thưa rằng khi mà sống ở trên đời này á, chúng ta cần phải có trí tuệ. Sự thành công nó chính do trí tuệ. Thì trước tiên để muốn có cái trí tuệ mà nhạy bén và cũng là căn bản để mà chứng đắc được đạo quả, thì chúng ta phải quán xét những cái sự vật trên đời này, nó là luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn bị biến đổi. Mà khi cái tướng vô thường nó xuất hiện rồi đó, thì chúng ta đã có một bước thành công. Nó đầy đủ trí tuệ ở đây, nó không phải là đa văn, nghe nhiều học rộng, mà có cái nhiều cái trí tuệ ở đây, đầy đủ trí tuệ ở đây là thấy được khổ tập diệt đạo, hay thấy được một trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thưa quý vị, cái sự vui, chúng ta nhìn thấy cái khổ trong cái vui rồi.
như Phật đã dạy vậy. Này chứ vì cứ khi nào mà thọ hỷ sanh khởi lên thì phải quán thọ hỷ này nó là khổ. Khi nào thọ khổ nó sanh khởi lên thì hãy quán thọ khổ này như mũi tên. Nó giống như mũi tên á, sau khi mà ra rồi á, rút mũi tên ra rồi nó vẫn còn lưu lại cái vết thẹo, nó lưu lại những cái vết đau, cái thọ khổ sanh lên phải quán như mũi tên vậy. Để chi à? Để ngăn chặn không cho cái khổ thọ sanh khởi lên nữa. Bằng cách nào? Bằng cách tạo những việc lành. Khổ thọ là quả bất thiện, mà tạo những việc lành thì có quả an lạc. Rồi khi sự thản nhiên khởi lên, chúng ta không để cho sự thản nhiên khởi lên nó trôi. Bởi vì cái sự thản nhiên nó khởi lên mà chúng ta lại buông lơi nó, không có chú niệm nó đó, thì đồng nghĩa là si mê. Nên Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng thọ hỷ đồng nghĩa là tham, thọ ưu đồng nghĩa là sân, thọ xả đồng nghĩa là si. Mà bao giờ mà chúng ta thấy được nó thì bây giờ si kia chấm dứt. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng khi thọ xả sân khởi lên thì hãy quán nó là vô thường. Đó là những cái pháp quán. Và cho nên khi hân hoan thì chúng ta có thể có tâm niệm rằng coi chừng khổ nó ở trong sự hân hoan đó. Ngay cả cái sự hân hoan đó nó cũng đã khổ. Mà khi mà khổ thọ cho nên là chúng ta hãy xem nó như cái mũi tên. Khổ thọ này chấm dứt rồi á, nó còn lưu lại cái vết thương. Mà điển hình như chúng ta thấy mỗi người mà hành thiền chẳng hạn vậy, trong thời thiền nó nhức mỏi khổ thọ sao mà cái xả thiền ra có đi đứng được đâu, có đứng lên được đâu, phải so bóp cái đã cho nó lưu thông. Xả thiền ra thì cái cảm giác mà tê nhức mỏi không còn nữa nhưng mà đứng lên đứng nổi ở vết thương mà. Nó là vết thương. Chứ phải hiểu được chỗ đó, thấy được chỗ đó. Và khi thọ xả khanh nở đừng bao giờ để cho nó buông đi, nó trôi đi, bởi nó sẽ đồng nghĩa si mê. Phải thấy nó là vô thường. Mà đặc biệt là hãy thấy được cái khổ tập diệt đạo, thấy được tam tướng vô thường, khổ vô ngã, hoặc là thấy cái thân ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này nó là vật hư huyễn, nó không có thật. Nó còn ngày dạy rằng sắc quẩn này giống như cái bọt nước, cái tưởng quẩn này, thọ quẩn này giống như là bong bóng nước, cái tưởng quẩn này nó giống như là cái hoa nắng, cái hành quẩn này nó giống như là cây chuối không có ruột, rỗng ruột không có lõi. Và cái thức quẩn này nó giống như nhà ảo thuật, mới thấy đó mất đó, thấy mới thấy đó mất đó, mới vui đó là buồn đó, mới buồn đó là cười đó, mới khóc đó nước mắt còn tràn đầy trên gương mặt cũng cười, mới cười đó sân si nổi lên, đúng không? Mới giống như nhà ảo thuật, khoảng trống rỗng vậy. Mà quan sát ngũ quẩn như vậy, thấy rõ như vậy, nó là cái tuệ quán. Đầy đủ tuệ đây tức là đầy đủ cái tuệ quán, thấy rõ tam tướng, thấy rõ khổ tập diệt đạo vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi tóm tắt là thời pháp là nhân buổi cuối năm chúng tôi thuyết về đề tài năm pháp đầy đủ, để mong rằng quý vị nhận được món quà Tết là được đầy đủ tài sản. Đó, trước tiên đầy đủ thân bằng quyến thuộc, tức là đầy những được đầy đủ những cái pháp thượng nhân tùy tục. Thứ hai là đầy đủ tài sản,
Ngoài tài sản vật chất ra thì có tài sản đức và thánh sản. Thứ ba là đầy đủ sức khỏe. Ngoài sức khỏe của thân thể thì có sức khỏe của tâm linh, tức là có niềm tín lực dũng mãnh bất động, có niệm lực kiên trì, có tấn lực, có được cái định lực. Và điều đầy đủ thứ tư là tròn đủ những giới hạnh. Bởi vì giới là vật trang điểm, giới không bị bể vụn, giới không có bị đụng lỗ, giới không bị đứt bìa, giới không bị ô nhiễm. Đó là giới của bậc thánh ái kính. Và pháp đầy đủ thứ năm, đó là trí tuệ đầy đủ. Tức là hãy thực tập về thiền quán. Mong rằng quý vị sẽ thấy được các pháp của vi này nó luôn luôn tiềm ẩn ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và thấy được trong những cái cảm thọ của mình nó chứa đựng những cái bất ổn. Và thấy được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là khổ diệt tạo hành, để chứng đắc được đạo quả niết bàn, thành tựu thánh trí. Và đến đây thời pháp cũng vừa phải lẽ, phước báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điều đến quý sư cô và quý thiện nam tín nữ trong đạo tràng. Mong quý vị luôn luôn được thân tâm thường an lạc, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Còn mong cái ngày quan hỷ rồi tùy theo uy lực của các ngài, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ.